Xin chào, mình là Vân Vân. Hello mọi người, chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình sẽ có một chuyến bay sang Đan Mạch. Vì thế mình quyết định đảo ngói để có một bộ tóc tươi mới hơn. Tóc mình mọc chân lên rất là nhanh nhá, bởi đây là mình đã tẩy vào một tháng trước rồi và chỉ trong một tháng thôi mà nó đã mọc chân lên nhìn rất là rõ. Để tẩy tóc tại nhà an toàn và đẹp hơn, mình đã chuẩn bị một cái khăn tắm thật to để quấn quanh cổ để tránh thuốc nhuộm dây ra quần áo. Lần trước tẩy tóc mình đã không may để thuốc nhuộm dây ra chiếc áo màu đen của mình và sau nó chuyển sang màu vàng khè. Cuối cùng mình đã phải vứt nó đi các bạn ạ. Khi tẩy tóc thì các bạn nhớ đeo găng tay nha, để tránh da bị ăn mòn hoặc là chảy máu. Mình phải đeo thêm cái khẩu trang nữa bởi vì mùi nó rất khó chịu. Chọn thuốc tẩy xong thì mình phải hì hục chải lên mái tóc của mình. Và mình đã tốn chắc phải 20 phút để chải xong cái mái. Phần sau gái không thể nào mình tự làm được thì em mình đã phải nhờ em cùng phòng. Thật may là nhờ đứa mấy không thì mình cũng không biết đầu mình nó sẽ loang lổ trông như thế nào. Trời ơi, sốt lắm mọi người ạ. Mình đang phải nghĩ đến những chuyện khác để cho nó không còn phải sốt nữa. Trời ơi, phần sau gái rất là sốt và mình muốn gãi lắm ý. Mình rất muốn gãi nó. Thực ra thì mình cũng tẩy chân tóc khá là nhiều lần rồi, tính đến bây giờ chắc tầm từ lần thứ 3, thứ 4 gì đấy. Nhưng đây là cái lần sốt nhất luôn. Và mình cảm thấy rất là ngứa, muốn gãi. Nhưng mà mình biết là dặn lòng là mình sẽ không được gãi. Bây giờ mình sẽ đợi khoảng tầm 2 phút nữa thì mới đủ tầm 40 phút. Không biết là ở cái phần này nó đã chuyển sang màu vàng chưa. Theo như mình thấy ở camera đây thì nó đã ngả sang vàng một chút rồi. Chọn thuốc tẩy thì khá đơn giản, mình thấy ở trong set có những gì thì mình trộn hết vào với nhau. Hy vọng thành quả nó không quá là tệ là được rồi. Anh ơi, giờ anh đang đánh ghen ở trên. Nhân tiện đây thì mình sẽ kể mọi người một câu chuyện. Tức là hôm nay thì mình định cắt tóc ngắn đi. Đó, bởi vì cái tóc dài của mình tẩy khá là nhiều lần rồi nên là khá là sơ. Cái đoạn cuối khi mà mình chải nó còn bị đứt ra hết cơ. Nên là mình rất là muốn cắt tóc ngắn đi để cắt đi cái đoạn sơ đấy. Và mình có thể nhuộm một cách dễ dàng, gội đầu các thứ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà có một sự thật là khi tóc mình cũng đang khá là dài ấy, mình cũng nuôi tóc này cũng lâu rồi, chắc là phải tầm 5-6 tháng rồi ấy, thì nó dài đến ngang lưng rồi. Thế là việc mà quyết định cắt thực sự nó cũng khó khăn, bởi vì mình cũng tiếc ấy, cứ nghĩ đến là mình nuôi bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ lại cắt đi, hoặc lại tóc ngắn thì không biết nuôi bao giờ cho được đủ các thứ, cũng tiếc cái tóc này. Một phần là mình cũng muốn làm giờ Tết ấy, một áo dài này hoặc là cái gì đó một nữ tính chẳng hạn thì cũng nên để tóc dài. Còn tóc ngắn thì nó sẽ hơi cá tính một chút. Đi hỏi ý kiến rất là nhiều, hỏi mấy đứa bạn mình nó cũng bảo là thôi đừng có cắt, để tóc dài này đi, thử mặc áo dài thứ đẹp hơn bao nhiêu. Xong là mình cũng về hỏi bố, bố bảo là thôi để tóc dài đi. Thế là mình bắt đầu cảm thấy bị lay động với cái ý định cắt tóc ngắn của mình. Và hiện tại thì mình đã quyết định là thôi stop, tạm dừng cắt đã, có thể sau thì mình sẽ cắt. Vậy là mình gọi là không có lý do gì nữa để giữ được một tóc dài thì sẽ cắt tóc ngắn đi. Vậy đây, có thể sắp tới thì mình sẽ ra một cái clip là tự cắt tóc ngắn tại nhà. Đó, nên nếu mà có thời gian thì mọi người hãy đón xem cái clip này nhé, để xem mình xoay sở kết quả tóc ngắn của mình như nào. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là mình đã được đi xả rồi nên mình đang cảm thấy rất là vui, rất phấn khích. Ta-ra, và đây là thành quả của mình. Màu lên siêu sáng luôn, trên đầu mình trắng hếu luôn này. Thật may là nó đều các bạn ạ. Thực sự thì mình cảm thấy khá hài lòng vì cái mái tóc này. Và đây là sau khi mình sấy xong thì màu nó đã đều hơn và nó đã dịu hơn. À, để giữ màu được lâu hơn thì mình còn phải dùng dầu gội tím nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bởi mình sẽ trở lại với video mới vào hàng tuần. Uống nước cho đỡ sợ, cho quên cái sự xót xa đó đi.